đường truyền mạng nó nói là cáp quang bị đứt, cái cầu cũng phải có 1 tháng nữa nó mới khắc phục xong. Nếu như mà trong quá trình nghe đó, trong quá trình học đó, mà nó bị đứt khúc, nó bị đứt khúc, nó bị mất chữ, thì quý vị ráng cho sư biết, cho sư biết. Rồi. Bữa hôm trước thì chúng ta đã đi qua tâm sắc giới. Đã đi qua tâm sắc giới. Thì cái nói cho cùng á, cái phần tâm sắc giới và cái tâm vô sắc giới đó, và cả cái tâm siêu thế á, hầu hết trong số chúng ta ha, hầu hết trong số chúng ta nó không dính dáng gì hết. Nhưng mà chúng ta vẫn phải học. Chúng ta phải biết, ít nhất là chúng ta phải biết để chi, để sau này đó khi mà quý vị có đi hành thiền, thì chúng ta vẫn phải nắm một vài cái điểm lưu ý, chứ để khi mà chúng ta không có nắm á, người ta hở chút xíu ta nói cái này sơ thiền đó, đụng chút xíu ta nói này nhị thiền đó, tam thiền đó, rồi tứ thiền đó, rồi mình chất quớt. Rồi mình không biết là người ta nói như vậy có căn cứ hay không. Đấy, khổ lắm, khổ lắm quý vị. Tại vì có rất là nhiều nơi mà cứ hở một tí là phán sơ thiền rồi đó, nhị thiền rồi đó, tam thiền rồi đó, tứ thiền rồi đó. Mà trong khi đó đó, cái hành giả vẫn cứ hành thiền chụp cà giật, nha. Mà cứ phán thôi. Thành ra là cẩn thận. Bây giờ chúng ta qua đến cái tâm vô sắc giới. Ráng ráng bữa hôm nay. Bữa hôm nay thì có thể là nó sẽ buồn ngủ. Tại vì nó thẳng ra là nói một cái nó không dính dáng gì tới mình. Tâm vô sắc giới đó thì do cái đối tượng của nó là không có hình tướng, nó là vô sắc. Và tâm vô sắc giới nó gồm có những cái đối tượng như sau. Nhất là tâm không vô biên. Thì cái đối tượng của tâm không vô biên này đó là hư không vô biên ha. Tức là nó nằm ở cái phần tư duy trừu tượng, chứ không phải là cái khoảng trống. Ví dụ như nhiều người đó hành thiền mà họ để tâm vào cái khoảng trống, giống như là họ để cái tâm vào cái khoảng trống rỗng như vậy, và họ nghĩ là họ đang hành thiền cái đề mục không vô biên, thì nó không phải ha, nó không phải. Mà cái không vô biên này đó, nó thuộc về cái tư duy, và nó cũng không phải là cái khoảng trống trong đề mục hư không của 10 đề mục Kasina. Cái 10 đề mục Kasina đó có một đề mục hư không, là hành giả đó tạo một cái khoảng trống ở trước mặt, ví dụ như một cái lỗ tròn, hoặc là họ tập trung vào cái khoảng trống ở phía trước và họ niệm liên tục hư không hư không hư không hư không hư không, họ chú ý vào cái khoảng trống đó. Thì nó không phải là không vô biên xứ ha, không phải không vô biên xứ đấy. Và tiếp á, là cái tâm tâm thức vô biên. Thì đối tượng của tâm này đó tức là cái thức vô biên. Và tâm vô sở hữu. Đối tượng của tâm này là khi đó, cái vị này họ bị đó quán tưởng rằng đó không có cái gì cả, không có cái gì cả, dù là danh hay là sắc cũng như vậy. Vị này suy liên tục suy tư về cái vấn đề này, và cuối cùng á là tâm phi tưởng
Phi phi tưởng. Ờ, cái tâm này đó là vị này thấy rằng không phải là không có tưởng, cũng không phải là không có tưởng. Tức là do cái tâm này đó, tâm lúc của vị hành giả lúc bấy giờ nó rất là vi tế. Cái chữ vi tế ở đây đó có nghĩa là khó nhận biết, khó nhận biết. Nó giống như khi mà chúng ta gõ một cái tiếng chuông á, gõ tiếng chuông thì cái tiếng chuông nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần nhỏ đến một cái mức độ mà nó khó nhận biết được, thì cái chỗ khó nhận biết đó đó chúng ta gọi là vi tế. Thì tâm của vị này lúc bấy giờ cũng như vậy đó, nó trở nên rất là vi tế. Và lúc bấy giờ mình nói là không có tưởng cũng không đúng, mà mình nói là không phải không có tưởng nó cũng không đúng. Mà cái này đó coi chừng là một số vị là vị đó lại dính vô cái chẳng phải có cũng chẳng phải không, chẳng phải không cũng chẳng phải không, coi chừng á, coi chừng ha, coi chừng, coi chừng là một số vị học và lý thuyết á, học lý thuyết rất là nhiều, cho nên là mình thành ra là mình bàn thiền, có câu là bàn thiền tở thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không không thành vô ngã. Thì cái kiểu mà bàn thiền rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm. Và cái phần này nó thuộc về cái phạm trù thực chứng. Khi mà chúng ta chứng, khi chúng ta chứng thì cái cảm giác nó sẽ rất là khác so với khi mà chúng ta nói như thế này. Nhưng mà cái này đó nó sẽ không có đi nghịch, bởi vì cái này nó giống như là cái bản đồ vậy đó. Nó giống như cái bản đồ. Nhìn bản đồ thì chúng ta biết đường đi. Và khi trên đường đi chúng ta có thể đối chiếu với cái bản đồ. Nhưng mà những cái mà chúng ta trải nghiệm ở trên cái bản đồ á thì nó sẽ không có giống như là khi chúng ta trải nghiệm trực tiếp trên cái đường đi. Hôm nay sư nghĩ là học ngắn thôi, một phần là do cái mạng không biết là nó dở chứng, nó muốn đứt chừng nào nó đứt. Một phần á là không có học nhiều, học nhiều nó bị rối, chúng ta chỉ đi qua cái tâm vô sắc giới và tâm siêu thế thôi. Như vậy sư nghĩ nó đã nhiều cho ngày hôm nay rồi đấy. Thì cái phần này đó, cái thực phần này á là nó thuộc về cái tâm thiện vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới. Tiếp theo là tâm quả. Thì tâm quả vô sắc giới đó đó là quả của tâm thiện vô sắc giới. Chính bởi vì như vậy đó, nó là tâm tục sinh ha, hộ kiếp và cận tử của Phạm Thiên Vô Sắc. Là tâm tục sinh cận tử hộ kiếp của Phạm Thiên Vô Sắc. Giờ này thì đừng có hỏi sư là sư ơi mấy cái tâm tục sinh hộ kiếp cận tử là cái gì nha nhé. Đấy.
Và cuối cùng là tâm duy tác. Tâm duy tác vô sắc giới. Đấy. Thì tâm này á, là tâm của vị A La Hán tu thiện vô sắc. Sư lặp lại ha. Cái tâm á, bản thân nó là sự biết cảnh. Tâm bản thân nó là sự biết cảnh. Tức là đó, cái đối tượng mà cái tâm nhận biết á, là cái gì thì chúng ta gọi đó là tâm, chúng ta gọi cái tâm tương ứng. Ví dụ như đối tượng nhận biết của tâm chúng ta đó là ở cõi dục, là ở cõi dục thì chúng ta gọi đó là tâm dục giới. Còn khi mà đối tượng nhận biết của chúng ta đó là các cảnh thiền sắc giới, vô sắc giới, thì lúc bây giờ tâm chúng ta gọi là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tức là đó, chúng ta gọi đó là tâm gì nó tùy thuộc vào đối tượng nhận biết. Vào đối tượng nhận biết. Và cái tâm đó đó nó gọi là bất thiện hay là thiện thì nó tùy thuộc vào cái đối tượng chúng ta nhận biết á, nó là thiện hay bất thiện. Và do vị A La Hán các ngài vẫn còn ở trong, khi mà các ngài chưa viên tịch thì các ngài vẫn phải ăn, phải uống, phải đi, phải đứng, phải nằm, phải ngồi, phải sinh hoạt như chúng ta. Nhưng mà do vị A La Hán á, các ngài không còn làm các nghiệp thiện ác nữa, cho nên ấy, tâm của các ngài không có đánh đồng với chúng ta, không có đánh đồng với chúng ta. Thành ra đó, chúng ta gọi tâm của các ngài á, ha, tâm của các ngài là tâm tố ở cõi dục á, thì chúng ta gọi đó là tâm, nếu mà các ngài cười chúng ta gọi là tâm ứng cúng vi tiếu, hoặc là tâm duy tác, hoặc là tâm đại tố. Đó, tức là tâm của một vị A La Hán, các ngài vẫn làm việc như chúng ta, vẫn phải dùng tâm để biết cảnh dục giới, các ngài vẫn phải ăn, phải uống, phải sinh hoạt như bình thường. Nhưng mà lúc bây giờ cái tâm của các ngài không tạo nghiệp thiện ác nữa. Đấy. Và khi các ngài tu thiền cũng vậy. Chúng sanh khi mà chúng sanh tu thiền sắc giới đó, ha, tu thiền sắc giới thì cái tâm biết cảnh sắc giới nó sẽ cho tâm quả sắc giới, khiến cho vị đó tái sanh về cõi trời sắc giới là một vị phạm tiên sắc giới. Tuy nhiên, do một vị A La Hán các ngài không còn tạo nghiệp nữa, cho nên á, cái tâm của các ngài không phải là tâm thiện sắc giới, mà chúng ta gọi đó là tâm duy tác, do tâm này không cho quả báo. Vẫn biết cảnh sắc giới nha, vẫn biết cảnh sắc giới nhưng mà không cho quả báo. Tương tự như vậy, chúng sanh phàm phu và các bậc thánh A La Hán trở xuống, khi các ngài tu thiền vô sắc thì tâm biết cảnh vô sắc giới. Do tâm biết cảnh vô sắc cho nên ấy, cái tâm đó là tâm thiện vô sắc, và nó sẽ cho tâm quả vô sắc, khiến cho vị đó tái sanh về cõi phạm thiên. Tuy nhiên đối với các vị A La Hán thì do các ngài không còn tái sanh nữa, cho nên chúng ta để nó tách ra là một cái tâm riêng, tức là tâm duy tác, thì các vị này đó không cho quả mặc dù là các ngài tu thiền vô sắc. Rồi, cái vấn đề nằm ở chỗ này. Quý vị có thấy không? Quý vị có thấy không? Tâm dục á, tâm cõi dục á, à, tâm dục giới á, thì nó cho quả tái sanh ở cõi dục. Tâm sắc giới á, nó cho quả tái sanh ở cõi sắc. Và tâm vô sắc giới á,
cho quả tái xanh ở cõi vô sắc. Khi mà một chúng sanh ở cõi sắc và vô sắc á, mệnh chung thì quý vị có để ý một chuyện không? Tâm của các vị Phạm Thiên á, tâm của các vị Phạm Thiên do các vị đó không biết cõi dục nha, không có biết cảnh dục, cho nên là các vị đó sẽ không có đi trực tiếp, không có đi trực tiếp xuống, mà nó sẽ xuống một cách từ từ, xuống một cách từ từ. Có vị á, rớt rớt từ vô sắc xuống cõi sắc giới, rớt xuống cõi sắc giới, rồi từ cõi sắc giới đó các vị đó mới rớt xuống cái cõi dục giới đấy. Và quý vị biết là khi mình xuống cái cõi dục giới rồi đó, rất là khó đi lên, rất là khó đi lên. Cái gì cũng vậy, đi xuống thì dễ lắm, mà đi lên thì khó vô cùng. Sư không nhớ là bữa trước sư có nhắc hay chưa, nhưng mà sư nghĩ là nó không có thừa khi mà nhắc lại. Tức là sao? Khi chúng ta tu thiền sắc giới, tu thiền sắc giới, nhưng vô sắc thì để qua bên đi, tại vô sắc nó hơi, bây giờ nó hơi xa, đối với chúng ta nó hơi xa. Khi chúng ta tu thiền thì cái khoan, nó còn cái anh Tịnh Hạ, siêu thế, nói luôn cái siêu thế thì rồi nói luôn lần. Tâm siêu thế đó thì nó có hai, một cái là tâm đạo, còn một cái tâm quả. Thì cái tâm đạo, chúng ta định nghĩa đi, tâm đạo ha, là tâm diệt trừ phiền não và thấy rõ niết bàn. Tại sao chúng ta có hai cái thứ tâm này? Quý vị thường hay tụng tăng thì có bốn bốn đôi ha. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đầu quần, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc quả đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Tăng nếu chia thì có 8 tăng đã đắc đạo tu đầu quần, tăng đã đắc quả tu đầu quần. Quý vị có bao giờ quý vị nghĩ là tại sao mình phải chia ra như vậy hay không? Bởi vì đó, cái anh tâm đạo á, ảnh chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất. Tâm đạo chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất để làm trách nhiệm là diệt trừ phiền não và thấy rõ niết bàn. Sau đó đó, ngay sau khi sát na thánh đạo thì tiếp theo là sát na thánh quả. Và một đời của một vị thánh, tâm đạo tương ứng chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời, không có chuyện xuất hiện lần thứ hai. Cái này nó rất quan trọng, rất là quan trọng. Sẽ lấy ví dụ như sẽ lấy ví dụ như khi mà trong nhà đó, trong nhà có một con rắn độc, hay trong nhà có một con rắn độc, khi mà chúng ta giết con rắn đó rồi, con rắn chết rồi đó,
thì sau đó chúng ta sẽ sống trong một căn nhà không có rắn độc. Và cái chuyện chúng ta giết con rắn nó chết rồi đó, thì chúng ta chỉ giết một lần thôi chứ đâu có chuyện mà mình giết nó xong nó sống lại để cho mình giết lần thứ hai, không có. Ví dụ như trong nhà có 10 con rắn, trong nhà có 10 con rắn thì mình giết ba con rắn, giết ba con rắn thì mình sẽ sống trong một căn nhà chỉ còn 7 con rắn. Rồi sau khi mà mình giết thêm hai con rắn nữa thì mình chỉ còn sống trong một căn nhà chỉ có 5 con rắn. Rồi mình giết luôn cả 5 con rắn đó thì mình sống trong một căn nhà không có con rắn nào. Chứ không hề có chuyện là mình giết trong nhà có 10 con rắn, mình giết ba con rồi xong rồi ba con nó sống lại thì không có chuyện đó, không có chuyện đó. Giết con nào là nó chết hẳn. Cho nên cái tâm đạo á cũng tương tự như vậy, nó diệt trừ phiền não. Thì cái phiền não nào mà tâm đạo nó đã diệt trừ rồi thì cái phiền não đó sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa. Và sau đó vị đó chỉ sống trong một cái tâm mà không còn phải diệt trừ cái phiền não thêm một lần nữa. Quý vị ghi đi, hồi sư giảng tiếp. Ở đây chúng ta có tâm sơ đạo. Sơ đạo. Tâm nhị đạo. Tâm tam đạo. Tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo đó là diệt trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Máy xin nó đang lót, đang lót. Quý vị thấy nó đang quay vòng vòng không? Ê, tại nó đang quay vòng vòng á. Tâm nhị đạo. Tâm nhị đạo ha thì giảm nhẹ dục ái và sân. Tâm tam đạo á là dứt hẳn dục ái và sân. Và tâm tứ đạo á là diệt trừ sắc ái. Diệt trừ sắc ái, vô sắc ái. Đấy. Ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và tương ứng với cái tâm đạo á thì chúng ta có tâm quả ha. Tâm sơ quả.
Tâm nhị quả. Tâm tam quả. Tâm tứ quả. Thì như cái ví dụ nãy sư nói đó, giống như trong nhà đó, nó có 10 con rắn, nó có 10 con rắn, thì mình diệt hết 3 con thì mình sẽ sống trong một căn nhà nó chỉ còn có 7 con. Rồi khi mà mình diệt hết thêm 2 con nữa thì mình sẽ sống trong một căn nhà, mình đánh cho 2 con nó gần chết ha, đánh cho 2 con nó gần chết thì mình sẽ sống trong một căn nhà có 5 con rắn còn khỏe mạnh và 2 con gần chết. Ha. Rồi khi mà mình giết luôn 2 con rắn đó thì mình sẽ sống trong một căn nhà chỉ còn có 5 con rắn thôi. Ha. Sống trong một căn nhà không còn 5 con rắn trước nữa, chỉ còn 5 con rắn sau. Và khi mà mình diệt luôn 5 con rắn cuối cùng á thì mình sẽ sống trong một căn nhà không có con rắn nào. Và do mình đã diệt con rắn nào rồi thì con rắn đó nó không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên ý, là cái tâm đạo á của một vị thánh á, chỉ xuất hiện đúng một lần. Chỉ xuất hiện đúng một lần và sau đó là vị đó sống trong tâm quả. Và một điều đặc biệt mà quý vị hay tụng ở trong Ân Đức của Pháp Bảo đó, nó có câu Akaliko, tức là không có thời gian. Thì cái không có thời gian ở đây tức là cái sát na tâm đạo chấm dứt thì nó nối liền bằng sát na tâm quả, không hề có khoảng giữa. Quý vị đã biết về cái lộ trình tâm rồi ha. Chúng ta thường biết á, là giữa cái tâm này và tâm kia đó nó sẽ có khoảng trống ở giữa, nó sẽ có khoảng trống ở giữa để cho các cái tâm hữu phần nó chen vô. Thì riêng cái chỗ này đó, sát na tâm đạo kết thúc là ngay tiếp theo bằng sát na tâm quả. Không hề có một cái chỗ nào để cho các anh hữu phần anh chen vô hết. Thì đây là điểm đặc biệt của Pháp Bảo. Tại sao mà sư nhấn mạnh cái chuyện này? Nó là như thế này. Có một vài vị hiểu lầm, và cái sự hiểu lầm này đó nó xuyên suốt ở trong lịch sử, tức là một vị thánh á, vị đó vẫn còn phiền não, vị đó vẫn còn phiền não, nó rất là kẹt. Bởi vì như vậy là mình đi đi nghịch lại, đi nghịch lại với cái nó vốn dĩ nó đã là như vậy, tự nhiên cái mình nói nó nghịch lại nó kỳ. Ví dụ như vị thánh sơ đạo á, vị thánh khi mà vị đó chứng sơ quả thì ở cái tâm sơ đạo á, vị đó đã diệt trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì trong đó đó cái anh cai giá đức thí đó, cái anh thân kiến đó, là cái nghiêm trọng nhất. Chúng ta sở dĩ chúng ta luân hồi đó, sở dĩ chúng ta còn phải sa đọa đó, sở dĩ chúng ta còn phải chịu biết bao nhiêu cái đau khổ ở đời đó, nhá, là do cái anh thân kiến nè, do cái anh thân kiến, cái cai giá đức thí. Mà ở một vị khi mà cái tâm sơ đạo xuất hiện thì việc vị đó diệt trừ thân kiến, nghĩa là từ đó trở đi đó vị đó không còn thân kiến nữa, vị đó không cần thân kiến nữa. Tức là đó
Kể từ lúc bấy giờ, vị thánh sơ quả đó, vị thánh sơ quả, vì đó dù cho có dễ vui đến như thế nào đi chăng nữa, và dù cho giả sử trước đó vị đó có tạo biết bao nhiêu là ác nghiệp đi chăng nữa, thí dụ như trước đó đó, vị đó là giống như là một trong tứ đại thiên vương, có một vị là vị này giết giết Dạ Xoa ghê lắm. Tức là mỗi một lần á, mà vị này vung cái cây gậy lên á, vung cây gậy lên á, là Dạ Xoa chết tính vào bằng ngàn á. Và vị này cái tánh rất là nóng nảy và giết rất là nhiều. Nhưng mà ngay cái sát na mà sau khi mà cái tâm sơ đạo xuất hiện á, và vị đó sống, vị đó trở thành một vị thánh sơ quả, thì vị đó không bao giờ sát sanh nữa. Cái vấn đề là với cái bản tánh mà hiếu sát trước, nếu như vị đó không có chứng sơ quả đó, nha, nếu như vị đó không có chứng sơ quả thì kiểu gì vị đó cũng phải sa đọa do các ác nghiệp mình đã làm. Nhưng mà do chứng sơ quả rồi cho nên là những cái ác nghiệp đó, đó nó không còn điều kiện cho quả nữa. Hoặc là giống như là một người đó, người đó làm tất cả các điều ác, tất cả các điều ác trừ năm tội ngũ nghịch. Bởi vì một vị mà phạm ngũ nghịch đó, thì trong cái kiếp đó vị đó không thể nào chứng đắc bất kỳ đạo quả nào. Giống như là trường hợp vua Ajatasattu, tức là vua A Xà Thế đó, do giết cha, do giết cha. Cho nên đó, là trong kiếp đó, đó trong kinh Sa Môn Quả, Đức Thế Tôn nói nếu như vua A Xà Thế mà không có phạm tội giết cha đó, thì cuối thời kinh Sa Môn Quả, vua A Xà Thế chỉ cần nghĩ đến ân đức của Tam Bảo thì đã có thể chứng đắc được sơ quả rồi. Nhưng mà do phạm tội giết cha đó cho nên là không thể chứng được. Nhưng mà nếu như mà một chúng sanh đó, là tất cả các tội ác ha, mà chỉ cần vị đó chứng sơ quả thôi, thì ngay giây phút đó vị đó không bao giờ còn có thể đọa các cõi dữ, không còn cơ hội. Và dù cho vị đó đó có dễ vui đến cỡ nào đi chăng nữa, tức là chỉ có ăn uống ngủ nghỉ chơi bời thôi đó, nhưng không, tức là dễ vui đó, thì cũng chỉ còn luân hồi ở trong cõi dục tối đa là 7 kiếp, sau đó là chấm dứt, sau đó là chấm dứt. Nhớ dùm canh thân kiến này là cái anh nó dài nhất, nó khó diệt trừ nhất, là cái anh mà trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Không phải, kinh kinh căn bản pháp môn, kinh căn bản pháp môn Đức Thế Tôn nhấn mạnh canh ca với đích thí nè, canh thân kiến nè, là cái anh mà khủng khiếp nhất nha, cái anh khủng khiếp nhất, mà chỉ cần diệt cái anh này là coi như là khỏe, coi như là khỏe. Thành ra đó, sơ đạo sơ quả thì sơ quả đó còn được gọi là nhập lưu, tức là nước á, nước nó đã vô dòng rồi, đã nhập vào dòng thánh rồi, thì cái chuyện còn lại nó rất là nhẹ nhàng, chuyện còn lại rất là nhẹ nhàng. Từ sơ đạo sơ quả lên nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, ngó vậy chứ nó dễ hơn rất là nhiều một chúng sanh phàm phu á, một chúng sanh phàm phu mà chứng được sơ đạo sơ quả khó hơn ha. Chúng sanh phàm phu mà chứng sơ đạo sơ quả rất là khó, bởi vì chúng ta dính cái thân kiến nè, cái anh thân kiến là nó khủng khiếp nhất, khủng khiếp nhất. Và hoài nghi á, của một vị thánh Tu Đà Quờn ở đây đó nghĩa là sao? Thứ nhất á, là hoài nghi về Tam Bảo nha, thì vị thánh Tu Đà Quờn á, thì vị đó không bao giờ còn hoài nghi Tam Bảo. Cho nên
Có một số vị vị đó có thể hỏi là, ủa như vậy đó là một người không có tu theo đạo Phật nha, không tu theo đạo Phật thì có thể chứng thánh hay không? Câu trả lời là chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì một vị chỉ cần mà vị đó chứng thánh á, chỉ cần vị đó chứng thánh á, thì ngay lập tức vị đó bỏ được cái hoài nghi, mà trong cái hoài nghi đó là có cái hoài nghi tam bảo. Nghĩa là sao? Thí dụ như có người đó trước đó, đó chưa có quy y Phật nha, trước đó chưa có quy y Phật, thì nếu như mà vị đó có duyên lành chứng thánh thì ngay lập tức cái thời điểm mà vị đó chứng thánh á, vị đó biết Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của ta, chánh pháp của Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của ta, tăng đoàn chư thánh tăng là bậc để cho ta đảnh lễ, tự nhiên biết à. Cho nên nếu mà nói một cách đúng đắn á, ha, thì ngoại đạo cũng có thể tu tập để trở thành thánh nhân, nhưng mà ngay cái giây phút, ngay sát na sau khi vị đó trở thành thánh nhân, vị đó ngay lập tức biết được Đức Thế Tôn là thầy của ta. Nha chị, đây là chuyện chắc chắn. Và trong kinh Tạng có rất là nhiều giai thoại mà những vị Bà La Môn ngoại đạo đó, trước đó thì không có quy y Phật, nhưng mà sau ngay cái sát na mà chứng đắc đạo quả là ngay lập tức là vị đó bỏ ngay cái tôn giáo mà vị đó đang theo. Bởi vì vị đó hiểu cái chuyện này không cần ai nói, vị đó hiểu Đức Thế Tôn là đạo sư của ta nha, Đức Thế Tôn là đạo sư của ta đấy. Cho nên đây là một đặc điểm của vị thánh sơ quả, do cái tâm sơ đạo đó đã diệt trừ cái hoài nghi rồi. Ở đây thì sư nói nó rất là thoải mái, ở đây thì mình nói rất là thoải mái, bởi vì cái người mà học A Tỳ Đàm, dù cho học cái lớp này là cái lớp căn bản đi chăng nữa, thì học đến cái buổi thứ sáu rồi đó thì rất là khó mà có những cái vị thí dụ như là đạo mít, đạo ổi, đạo xoài, đạo ông tám, đạo bà tám nhảy vô thì rất là khó, rất là khó mà kiên nhẫn ngồi tới ngày hôm nay. Thành ra mình nói đến cái chỗ này nó cũng dễ hơn, nó cũng dễ nói hơn. Còn khi mà trong những cái buổi bình thường mà mình nói đó, rồi những cái người mà họ theo đạo cốc, đạo ổi đó, thì họ họ nghĩ là mình phỉ báng cái tôn giáo của họ, phỉ báng cái đấng toàn năng của họ, thì nó kẹt lắm. Bởi vì thực tế nó là như vậy. Còn cái giới cấm thủ á, nghĩa là gì? Nghĩa là những cái quy định, những cái behavior, có nghĩa là những cái thói quen, những cái thói quen, những cái luật lệ mà nó không có tương ứng với bát chánh đạo, nó không đưa đến giải thoát, mà mình cho rằng nó là thanh tịnh, nó là đáng để thực hành, nó là đáng để làm theo, thì đó gọi là giới cấm thủ. Và một định nghĩa nữa trong giới cấm thủ á, ở trong kinh Mula Parivada Sutta, tức là kinh căn bản pháp môn, ở trong đó có giải thích cái giới cấm thủ như thế này, tức là khi anh giữ giới mà anh ngạo mạn, anh kiêu ngạo về cái giới mà anh giữ đó, dù cho đó là 5 giới, 8 giới, 10 giới, 227 giới, mà khi anh giữ giới đó mà anh cảm thấy, mà anh kiêu ngạo về cái chuyện đó, thì nó là giới cấm thủ. Ê, cho nên nhiều người họ không họ hiểu nhầm về cái giới cấm thủ,
Họ nghĩ là cái bất kể giới nào, bất kể cái giới nào mà chỉ cần mình cứ giữ hoài khăng khăng một mực, mình không có chịu bỏ, nó là giới cấm thủ, thì không phải như vậy, không phải như vậy nha. Bởi vì một cái đặc điểm, một đặc điểm của tâm sơ đạo là diệt trừ giới cấm thủ. Nhớ giùm nha, tâm sơ đạo có trách nhiệm là diệt trừ giới cấm thủ, thì tức là cái giới cấm thủ đó ở các vị thánh không còn nữa. Quý vị nhớ nãy sư nói không, cái con rắn nào mà giết rồi thì con rắn nó sẽ không sống lại nữa. Thì cái giới cấm thủ á đã diệt trừ rồi thì không thể nào có chuyện là một vị thánh mà còn có giới cấm thủ. Nhớ dùm cái chuyện này. Và một đặc điểm của vị thánh sơ quả, nói sơ quả đây tức là luôn luôn cả các tầng thánh còn lại nha, nhưng mà kể từ khi một vị chứng sơ quả thì vị đó không bao giờ phạm giới dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đang kiểm tra cái mạng. Đấy. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì một vị thánh cũng không bao giờ phạm giới. Nói một cách khó nghe mà nhiều người họ sẽ nhảy dựng lên. Tức là đó, giả sử như bây giờ đó, giả sử như bây giờ mình để một vị thánh sơ quả đó, một vị thánh ở trước mặt mình, một vị thánh trước mặt mình mà mình kề dao lên cổ cả ngàn người, cả triệu người, cả tỷ người mà mình nói bây giờ, nếu như mà ngài đó, chỉ cần mà ngài nói dối một câu thôi, hoặc là chỉ cần mà ngài giết giết cái anh thủ lĩnh thôi, giết anh thủ lĩnh thôi, thì ngài sẽ cứu được 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người, 1.000.000 người không có chết nha. Chỉ cần mà ngài giết cái anh thủ lĩnh thôi là xong chuyện. Thì quý vị tin nổi không, việc một vị thánh dù cho vị đó chỉ là sơ quả ha, vị đó cũng không bao giờ vì cứu cả triệu người, cả tỷ người mà vị đó giết canh đầu sỏ. Chuyện không có. Không bao giờ xảy ra. Cái người mà không học đạo đó là sẽ dễ nảy lên. Nó nói trời ơi cái gì? Vậy rồi cái tâm Bồ Tát đâu? Cái tâm Bồ Tát đâu? Xin thưa. Mình hiểu lầm. Và nhiều vị sẽ nói là như vậy là vị này giữ cái giới, tức là giới cấm thủ. Sai nha, nhớ giùm, khi tâm sơ đạo xuất hiện vị này diệt trừ giới cấm thủ. Và lại một đặc điểm nữa của một vị thánh từ sơ quả trở lên là cái giới nào mà vị đó đã giữ thì không vì bất kỳ lý do gì vì đó phạm giới. Cho nên nó mới có chuyện là dù cho, nếu như mình giả sử nếu như vì đó mà có giết cái anh đầu sỏ đó mà cứu được cả 100 người, cả ngàn người, cả triệu người, cả tỷ người, cứu cả thế giới, thì vì đó vẫn không có làm. Và cái chuyện đó không gọi là giới cấm thủ. Tại sao mà sư đưa ra cái ví dụ kỳ cục như vậy? Là bởi vì nếu như không đưa ra cái ví dụ kỳ cục như vậy đó, thì quý vị sẽ không hiểu được cái chuyện giữ giới đó. Nó không phải là giới cấm thủ. Nha, cái chuyện mà mình giữ giới á, mà dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, nó cũng không phải là giới cấm thủ nha. Mà như vậy quý vị sẽ hỏi là, ủa như vậy rồi vị thánh sẽ làm cái gì? Vị thánh chỉ đơn giản là để cho nghiệp nó vận hành. Để cho nghiệp vận hành.
Người đó không bao giờ kêu thôi anh giết đi, hoặc là người này người kia giết đi, hoặc làm cái này làm cái kia đi, không. Vì đó sẽ để cho nghiệp và quả của nghiệp vận hành. Nó vốn dĩ nó như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Nó sẽ như thế đó. Đây là đặc điểm của vị thánh. Mình không có đó. Mình không có đó. Rồi vô những cái trường hợp như vậy đó, mình cứ sợ, trời ơi, tôi giữ cái giới, tôi cái giới này, nhưng bây giờ cái trường hợp nó khó quá, nó khó quá, nó khó giữ quá. Bây giờ nếu mình có giữ, có rơi vào giới cấm thủ ông ta, thì xin thưa nhớ giùm cho vị thánh, vị thánh. Dù cho bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, thì vị đó cũng không phạm giới nha, vị đó không phạm giới. Và thêm một cái đặc điểm nữa, thêm một đặc điểm nữa là vị thánh do vị đó đã diệt trừ thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, vị đó biết được cái gì là chánh pháp và cái gì không phải là chánh pháp. Chuyện này mình không có, chuyện này mình không có. Sư không biết nãy giờ sư nói mấy cái này quý vị có ai ghi chép lại hay không nha. Trong khi đó mấy cái gạch đầu dòng này là mình phải ghi chép lại, chứ không phải quý vị chỉ ghi bốn bốn cái à, tâm sơ đạo, tâm gì đạo, tâm tâm đạo, tâm tứ đạo, gì trừ từ sắc ái, sắc ái ngã mạn phóng dật vô minh, tâm tâm quả sơ quả nhị quả tâm quả tứ quả, rồi xong đó, xong rồi đó thì có sự chịu thua nghe. Mấy cái sư nói nãy giờ là phải ghi nha, mà nếu như không ghi thì làm ơn làm phước nghe lại rồi gạch đầu dòng giùm sư. Mấy cái ví dụ có thể khỏi ghi, nhưng mà mấy cái đặc điểm mà sư nói đó là phải ghi. Vị thánh nãy nói, vị thánh sơ quả đó thì không còn băn khoăn này có phải chánh pháp không ta, chuyện nó không còn, bởi vì vị này đã diệt trừ hoài nghi rồi, diệt trừ hoài nghi rồi. Bằng chứng á, là khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng ở trong cái pháp đường á, thì có một cái anh nhà nghèo, một anh nhà nghèo bị cùi hủi, bị bệnh, mà ảnh nhờ nghe pháp của Đức Thế Tôn á, ảnh chứng sơ quả Tu Đà Quờn, chứng sơ quả Tu Đà Quờn, rồi sau đó bỏ đi. Và có một vị trời vua trời đế thích á, muốn thử ảnh, cho nên là xuất hiện với cái hình tướng của Đức Thế Tôn. Và khi mà vị này thấy cái một người có hình tướng Đức Thế Tôn xuất hiện á, thì cái anh này ảnh vẫn quỳ, ảnh vẫn quỳ, ảnh lạy như thường. Nhưng mà khi mà vị này vua trời đế thích giả dạng, vua trời đế thích giả dạng rồi nói là ta sẽ cho ngươi hết bệnh, ta sẽ cho ngươi, à quên, xin lỗi, xin nhầm, mà Đức Thế Tôn, cái không phải vua trời đế thích, không phải vua trời đế thích, mà là Ma Vương. Ma Vương quay lại và nói giả dạng Đức Thế Tôn á, nói là khi nãy đó ta nói thiếu, ta nói thiếu, có cái vô thường nhưng mà cũng có cái thường nha, có cái vô thường nhưng mà cũng có cái thường. Thì lúc bấy giờ đó vị này cũng ngay lập tức đứng dậy và nói ông không phải Đức Thế Tôn, ông là ai? Và thế là Ma Vương biết là à, vị này đã biết ta và biến mất. Sư nhầm là bởi vì cũng có một chuyện tương tự, nhưng mà lúc bấy giờ đó vua trời đế thích đó, lại nói không có giả dạng Đức Thế Tôn, mà nói với cái một người, cũng cũng một người khác,
nhưng mà vị này cũng chứng sơ quả tu đà quờn, thì mới nói là bây giờ ta sẽ cho anh hết bệnh và cho anh giàu, nhưng mà với điều kiện là anh phải nói là ta không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng. Thì trong thì vị này nó ngay lập tức vị này nói là không bao giờ có chuyện đó. Một người mà đã quy y Tam Bảo đó, một người có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì người đó không phải là người nghèo. Cho nên á, là ta không có nghèo. Nên cho nên ta không có nghèo. Và ông là ai? Ông hãy đi đi. Thì vua Trời Đế Thích á, mới đem cái câu chuyện này đến thuật lại với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói rằng đó, đừng nói là ông mà 18 người như ông, 16 người như ông á, cũng không thể nào xoay chuyển được cái niềm tin nơi Tam Bảo của một vị thánh Tu Đà Quờn. Cái mạng nó đỏ nữa, cho nên sư không biết là quý vị nghe nó có bị đứt khúc hay không. Nó lạ ở cái chỗ này. Sư để ý. Thôi. Và cái tâm nhị đạo đó, ha, tâm nhị đạo đó, là giảm nhẹ dục ái và sân. Mình cứ nghĩ cái giảm nhẹ này đó, giảm nhẹ này là nó không quan trọng, nhưng thực tế nó ghê gớm lắm quý vị. Hồi nãy quý vị có nhớ á, tôi cười là có cái chuyện riêng. Quay trở lại vấn đề đi. Hiểu một phần lý do tại sao mà khi mà sư nói chuyện sẽ đụng một số vấn đề là mạng nó bắt đầu là mạng nó đỏ. Khi mà mình cứ nghĩ á, là giảm nhẹ dục ái và sân á, giảm nhẹ dục ái và sân á, là nó không có cái gì mà nó ghê gớm. Nhưng mà quý vị có nhớ là nãy sư nói cái ví dụ đập con rắn mà nó gần chết không? Cái con rắn mà nó còn sống thì nó còn bò, nó còn cắn. Nó khác với cái chuyện mà đập con rắn, rắn gần chết ghê lắm. Nó gần chết thì nó chỉ còn hấp hối thôi. Nên chỉ còn hấp hối thôi. Thành ra đó, cái chuyện mà giảm nhẹ ở đây đó, giảm nhẹ ở đây, mình nên hiểu là nó gần hết rồi. Nha, dục ái và sân của cái vị mà nhị đạo, ở tâm nhị đạo giảm nhẹ này đó, là giảm gần hết rồi. Chỉ còn dính là một chút xíu thôi, nó chưa hết thôi. Chỉ còn dính là một chút xíu thôi. Chứ không phải như mình nha. Mình cứ nghĩ giảm nhẹ là chắc cũng còn nặng dục như mình lắm. Chứ không phải nha. Không phải nha. Và đến tam tam đạo á, thì dứt hẳn dục ái và sân. Phải nói là đối với một vị chứng tam đạo, ngay cái khi mà tâm tam đạo xuất hiện, sau đó vị này sống với tâm tam quả, thì vị này kể từ lúc bấy giờ tự mặc nhiên là vị này giữ tám giới. Nếu là cư sĩ thì vị này giữ tám giới, tức là vị này không có giữ năm giới nữa, mà vị này giữ tám giới tự nhiên thôi. Tại vì một vị thánh tam quả, cái nhu cầu hưởng dục của vị này đó, nhu cầu hưởng dục của vị này đó, nó rất là thấp rồi. Bởi vì sao? Bởi vì vị này không còn dục ái và sân. Phải nói đó, nếu như mà cái chuyện mà không có ăn uống á, mà vẫn còn sống á, tức là cái chuyện ăn uống không cần thiết á, là vị này đã nghỉ ăn rồi nha.
Và đừng có nghĩ là vị này nó giống như bây giờ, nó giống như là cỏ cây, cái kiểu ăn không biết ngon thì không phải. Vị này vẫn biết được cái loại thực phẩm nào là loại thực phẩm hảo hạng, loại thực phẩm nào là loại thực phẩm thượng vị nha, là loại thực phẩm thượng vị. Nhưng mà vị đó không còn thích hay ghét nữa. Tức là mình có cho vị này á hai cái món ăn, một món ăn nó gớm muốn chết, một món ăn nó ngon muốn chết, hai cái đều muốn chết. Thế mà chỉ cần ăn không có chết thì vị này vẫn ăn bình thường, vẫn ăn bình thường nha, không hề có một chút xíu nhíu mày. Nhưng mà vị này vẫn biết một món á là cái vị của nó là cái vị rất là tệ, một món á là vị này là vị hảo hạng. Nhưng mà biết là biết vậy thôi, chứ vị này không còn cái chuyện là nhăn mặt nhíu mày thích hay ghét, thì chuyện không có, không có, không còn dục ái và sân nha. Và đến cái tâm tứ đạo á, đến tâm tứ đạo á, thì diệt hẳn năm con rắn còn lại, tức là diệt trừ hẳn sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ở một vị tam quả đó thì vị này có thể vẫn còn dùng cái từ thích thú thì nó không đúng. Nói chung là vị này vẫn vẫn còn thích thú, vẫn còn thấy cái chuyện là hành thiền á nó là hay, tức là vẫn còn thích trong các tầng thiền, vẫn còn thích trong các tầng thiền. Nhưng mà đến khi mà vị đó cái tâm tứ đạo xuất hiện á, thì diệt trừ sắc ái, vô sắc ái, nghĩa là lúc bây giờ vị thánh tứ quả, vị đó biết là nếu như mà mình có tu thiền á, mình có thiền sắc giới, mình có chứng thiền thì nó vẫn là chuyện tốt. Vị đó biết vậy thôi, chứ còn vị đó không có ưa thích, không có ham thích cái chuyện đó nữa nha, không ham thích chuyện đó nữa, bỏ luôn ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ngã mạn nghĩa là sao? Ngã mạn có nghĩa là cái sự so sánh giữa mình với người. Các cái vị thánh do không còn thân kiến nữa, thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, do đã diệt trừ thân kiến, cho nên là các vị đó vẫn còn so sánh. Nhưng mà so sánh như thế này, so sánh nó có hai cái loại so sánh, là một loại so sánh đúng và một loại so sánh không có đúng. So sánh đúng nghĩa là sao? Mình hơn biết là mình hơn, mình bằng biết là mình bằng, mình thua biết là mình thua. Còn so sánh không đúng tức là mình hơn mà mình nghĩ là mình thua, mình hơn mình nghĩ là mình bằng. Đấy, tương tự như vậy. Rồi mình bằng mình nghĩ là mình hơn, mình bằng mình nghĩ là mình thua. Rồi mình thua mình nghĩ là mình hơn, mình thua mình nghĩ là mình bằng. Thì đó là sự so sánh không có đúng. Thì các cái vị thánh vì đó chỉ còn có cái chuyện là so sánh nhưng mà đúng, có nghĩa là mình hơn người ta, mình biết là mình hơn người ta, mình bằng mình biết là mình bằng, mình thua biết là thua. Còn vị thánh tứ quả thì vị đó không còn so sánh giữa mình với người, tức là cái giới của mình ấy, nó hơn giới người ta, cái định của mình nó hơn định người ta, hoặc là cái định của mình nó bằng định người ta, thì vị đó không còn so sánh nữa. Nhưng mà không có nghĩa là vị đó không có tri giác, tức là vị đó vẫn biết cái món này là nó màu xanh, cái món này ví dụ như món đồ ăn này đó là thực phẩm, nó là thực phẩm thượng vị, cái thực phẩm này là thực phẩm hạ vị. Vị đó vẫn biết nhưng mà không có so sánh. Ví dụ như trường hợp ngài Maha Kassapa, thì khi mà ngài đi vào trong làng á, ngài thấy hai vợ chồng người thợ dệt rất là nghèo, và ngài do cái tâm từ ngài đến ngài tế độ. Nhưng mà do ngài không có chủ ý để mà ngài biết là cái vị hai cái vợ chồng đó là ai, vì đó không có chủ ý, cho nên vì đó không có để ý. Nhưng mà thực tế hai vợ chồng đó là vua, hai vợ chồng vua trời đế thích giả dạng,
Thành ra khi mà nhận nhận cái bát thực phẩm á, vị này mở ra thì vị này biết là cái thực phẩm thượng vị này loài người không thể có. Và ngài mới hỏi hai người là ai, thì hai vị này mới hiện nguyên hình, là hai vợ chồng vua Trời Đế Thích. Và ngài mới quở là tại sao á, hai người lại cướp cái phước của người nghèo đấy. Bởi vì chủ ý của ngài á, là ngài tế độ người nghèo thôi, nhưng mà vua Trời Đế Thích mới nói là bạch ngài, bây giờ con rất là nghèo, con rất là thiếu phước, cho nên là con mong ngài hoan hỷ, con mong ngài hoan hỷ đấy. Thì nói như vậy để quý vị thấy đó, là các ngài vẫn biết, vẫn biết cái món nào là thượng vị, món nào là hạ vị, các ngài vẫn biết, nhưng mà các ngài không còn so sánh nữa. Và quý vị có để ý, sư nói đó, là do cái tâm đạo đó, tâm đạo nó diệt trừ cái phiền não nào rồi thì phiền não đó không bao giờ xuất hiện lại nữa. Cho nên ấy, không có chuyện mà một vị thánh A-la-hán tâm vị đó trong sạch rồi, nhưng mà cái sự trong sạch của vị đó đó có thời hạn. Một số cái quan điểm sai lầm là cái tâm của vị A-la-hán là có trong sạch, mà trong sạch có thời hạn thôi. Ví dụ như là họ cho ra một cái con số rất là dài, nhưng mà họ nói là sau khi hết cái thời hạn đó là tâm nó sẽ dơ bẩn trở lại. Và thậm chí là nhiều người họ phỉ báng các vị A-la-hán hơn là nữa, là bằng cách là họ nói là sau khi đó các vị đó sẽ nói là xuống địa ngục nữa chứ, nó kẹt vậy đó. Cho nên cách đây rất là lâu, cách đây rất là lâu, khi mà sư chưa có xuất gia rất là lâu, sư có thấy một cái xem một cái đoạn phim thôi, một cái đoạn phim nói về chùa Thập Bát La Hán, cái ngôi chùa đó phim thờ 18 vị La Hán. Rồi hôm đó ngôi chùa đó bị cháy, ngôi chùa đó bị cháy thì các vị La Hán mới bàn nhau phim phim phỉ báng các vị La Hán, mới bàn nhau. Rồi cái vị ngài Ca Diếp, một người đóng đóng ngài Ca Diếp mới nói là tại sao các ông lại buồn kiểu như vậy. Và hãy đọc lại cái câu này, nó là cái gì, minh cảnh diệt phi đài, rồi cái gì, xưa nay vô nhất vật thì hà xứ nhạ trần ai, tức là cái gì, bồ đề thì không cây, nói chung là một cái bài thơ thiền, một bài thơ thiền, tức là vốn dĩ xưa nay không một vật thì việc gì mà mình phải việc gì mình phải lo, việc gì mình phải bụi bụi phải lo phải lao. Nên sẽ thấy rất rất là ngộ nghĩnh, rất là ngộ nghĩnh, bởi vì họ phỉ báng các bậc A-la-hán mà họ không biết. Bởi vì các vị A-la-hán các ngài làm gì còn phiền não nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Biết ngay là nó sẽ đỏ mà. Biết ngay nó sẽ đỏ. Trời ơi là trời, chừng nào mà tôi nói phi pháp á thì chẳng đỏ, chứ còn cái kiểu này mà nó cũng đỏ, nghĩa là sao? Tức là một vị thánh A-la-hán á, thì dù cho bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái phiền não các ngài đã có rồi, đã diệt rồi, thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại thêm một lần nào nữa. Chuyện nó không có, chuyện nó không có nha. Các ngài đã diệt, quý vị thấy không, đây nè, các ngài đã diệt trừ cái vô minh,
nha các vị thánh á, các ngài phải diệt trừ vô minh, thì cái vô minh á, nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở vị thánh tứ quả nữa. Mà như vậy đó, nỡ lòng nào mà một số cái suy luận, một số cái quan điểm, một số cái tà kiến cho rằng đó là vị thánh A-la-hán các ngài vẫn còn vô minh, nó kẹt chỗ đó nè, rất là sai lầm nha, rất là sai lầm. Thành ra là chúng ta phải, khi mà chúng ta học á, chúng ta phải hiểu hiểu rõ đặc tánh của một vị A-la-hán. Lúc bây giờ chúng ta đã hiểu tâm đó, tâm đó sẽ biết cảnh, tâm là sẽ biết cảnh. Như vậy đó, nhiều người đó khi mà họ nói là Phật tại tâm đó, thì chúng ta phải hiểu những cái tâm đó phải là tâm gì, tâm đó phải là tâm gì thì mình mới gọi là tâm Phật chứ. Chứ còn ba cái thứ mà tâm dục giới nè ha, tâm dục giới là cái thứ tâm nó tạp nhất nha, tâm dục giới là cái thứ tâm nó tạp nhất ha, cho đến cái tâm sắc giới ha, rồi tâm vô sắc giới mà mình nói nó là tâm Phật thì nó ngại lắm nha, nó ngại lắm nha. Muốn biết ấy, tâm Phật là mình phải biết khi mình nói tâm Phật, tâm siêu thế đó. Tâm thật Phật đó là Buddha Chitta là nó phải tâm siêu thế, tức là cái tâm giác ngộ nó phải là tâm siêu thế. Mà tâm siêu thế đó chỉ có ở tâm đạo và tâm quả, chỉ có tâm đạo và tâm quả nha. Rồi và như vậy đó, và như vậy đó, quý vị tự đặt câu hỏi coi, khi mà mình tu thiền á, tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ, thì cái tâm tứ niệm xứ của mình ấy, cái việc mà mình chánh niệm ấy, mà nếu như mà mình không phải thánh ấy, thì cái tâm đó là tâm gì? Phải tâm siêu thế không? Không phải. Tại vì tâm siêu thế là dành cho tâm đạo tâm quả, tâm đạo tâm quả mình làm gì có, cho nên nó không phải là tâm siêu thế. Rồi nó có phải là tâm vô sắc giới không? Không phải. Mình hành thiền tứ niệm xứ mà, mình đâu phải hành thiền chỉ đâu, mình đâu có chứng chứng thiền vô sắc đâu, cho nên nó cũng không phải là tâm vô sắc giới. Rồi nó có phải là tâm sắc giới không? Cũng không phải. Mình đâu có tu thiền chỉ tu thiền các cái đề mục sắc giới đâu, cho nên là nó cũng không phải là tâm sắc giới. Ủa như vậy là mình tu tứ niệm xứ cái tâm là tâm gì? Lúc bây giờ nó chỉ còn là tâm dục giới nha, nó chỉ còn tâm dục giới. Mình dùng cái phương pháp loại suy là mình biết ha, loại suy là mình biết như vậy là mình tu tứ niệm xứ đó, cái tâm mình đó, nó vẫn còn là tâm dục giới. Đơn giản thôi, nó không phải là mấy thứ tâm kia, nó không phải là mấy thứ tâm kia thì nó phải là tâm dục giới. Nhưng mà nó là tâm tâm gì trong dục giới? Nó phải là tâm bất thiện không? Không phải ha. Mình tu tứ niệm xứ mà làm sao nó là tâm bất thiện được? Không phải nha. Nó phải tâm vô nhân không, tức là ảnh không có đem lại quả báo, không có. Cái quả báo của tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là con đường trực chỉ đưa đến niết bàn, cho nên nó đem lại quả báo chứ nó không phải không đem lại quả báo, cho nên nó không phải là tâm vô nhân nha. Như vậy thì ảnh chỉ còn là đây là tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới tịnh hảo thôi. Mà trong cái tâm dục giới tịnh hảo đó, nó phải tâm đại tố không? Không, tâm đại tố là dành cho các vị A-la-hán nha. Tâm đại quả không phải, mình đang tạo nhân mà. Như vậy là mình đang là tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, tức là
khi chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì cái việc chúng ta giữ gìn chánh niệm ấy nó là tâm đại thiện, dục giới tịnh hảo. Đấy, nói để quý vị hiểu, mình đừng có kiêu ngạo. Nhiều người họ ngộ là một kiêu ngạo, tu tứ niệm xứ là tôi ghê gớm lắm, ghê gớm lắm, là cái thứ gì đó chứ không phải con người nữa. Nó ghê gớm lắm, nó kẹt quá nha, kẹt quá ha. Phải hiểu đúng bản chất của mình ấy, là khi mình tu tứ niệm xứ á, đó là tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Tuy nhiên nó sẽ cho cái quả tâm đại quả, nó sẽ cho cái tâm đại quả, mà trong cái tâm đó đó, trong cái tâm đó thì mình sẽ có cơ hội tu tập tiếp hướng đến quả vị giải thoát, thì nó vẫn là tốt nha, nó vẫn là tốt. Nhưng mà trước khi nó trổ quả thì làm ơn làm phước nhìn nhận đúng bản chất của nó giùm. Chứ còn kẹt nhất một á là cái anh mà tu tứ niệm xứ, anh nghĩ là cái chuyện anh tu tứ niệm xứ là anh vượt ra khỏi loài người rồi, anh bay lên nóc nhà, anh đu quả tiễn, anh leo lên cái thứ gì đó nó cao siêu ghê lắm, kẹt lắm nha, kẹt lắm nha. Cái thứ hai á, đang nói với những người đang học nè, đừng có nghĩ là mình học A Tỳ Đàm ấy là mình cũng là trở thành cái thứ gì chứ không phải con người nữa nha. Cái thứ gì nó ghê gớm lắm, thứ gì thì không biết mà nó ghê gớm lắm, không phải con người, kẹt lắm nha. Mình học A Tỳ Đàm á, để chi? Để mình biết rõ bản chất của sự vật sự việc, để chúng ta không có hiểu lầm, để chúng ta biết được cái tâm của mình ấy nó là tâm phàm hay tâm thánh, là mình tránh cái chuyện mà mình tăng dốc, mình tăng phét mà mình không biết nha. Chỉ đơn giản vậy thôi nha. Nó giống như là mình bệnh, mình biết là mình bệnh, anh chỉ giỏi hơn ở chỗ là anh biết rõ là anh bệnh như vậy là anh dùng cái thuốc gì, rồi mỗi cái thứ thuốc nó có tác dụng gì, thì mắc cái giống khỉ gì mà anh đi anh tự hào, thì cái chuyện đó là không có nên, chuyện nó không có nên đấy. Và suy nghĩ là cái bài học ngày hôm nay thì nó cũng tương đối rồi, nó cũng tương đối, nó đầy đủ. Bởi vì học nhiều nữa thì sư sợ là quý vị sẽ quên quên hoặc là sẽ bộ thực, nó kẹt lắm. Sư trả lời câu hỏi. Cái ví dụ cái vị thánh không giết trên đầu sỏ đó, vị này hiểu như vậy trường hợp phàm phu thì có nên can thiệp hay không? Xin thưa với quý vị đó, quý vị cứ cứ suy nghĩ đi. Cái cách phản ứng của thánh và cách phản ứng của phàm đó, cái nào nó cao siêu hơn và cái nào hợp lẽ hơn, tự trả lời thôi. Như vậy thì mình nên noi gương thánh hay là nên noi gương phàm? Quý vị biết là tại sao á các vị Bồ Tát ấy, ta gọi là Bồ Tát tức là Bodhisattva, tức là chúng sanh tìm cầu giác ngộ. Tại sao những chúng sanh tìm cầu giác ngộ vẫn phải đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà các vị thánh ấy, các ngài không bao giờ đi đến cái cảnh giới đó nữa? Bởi vì các chúng sanh tìm cầu giác ngộ á, do chưa diệt trừ được thân kiến, hoài nghi, giới căm thủ, dục ái, sân. Đó là chưa kể là còn sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Chính bởi vì những cái phiền não chưa có diệt trừ, cho nên một chúng sanh hoặc là những chúng sanh tìm cầu giác ngộ thì còn có những hành động chưa có đúng với chánh pháp. Mà chính bởi vì
chưa đúng với chánh pháp, chưa đúng với chánh pháp, cho nên là vẫn còn sa đọa. Còn các vị thánh do các ngài không bao giờ có những hành động đó nữa, cho nên các ngài không có sa đọa. Thì quý vị cứ suy nghĩ đi, hành động nào là nó nên hơn, hành động nào là đáng noi gương hơn thì tự suy nghĩ. Chứ còn nhiều khi quý vị nói là thôi bây giờ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thì thôi cái đó là chuyện của mình, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và tôi mong là cái có người vẫn còn trụ lại đến cái giây phút này, mặc dù bây giờ nó bắt đầu lắc rồi. Là sư vừa mới nhận được tin là thứ sáu tuần sau á, là chúng ta có một cái chương trình lúc 7:30 tối, có chương trình là tưởng niệm, tưởng niệm những người đã mệnh chung do dịch Covid vừa rồi, do dịch Covid vừa qua, bây giờ vẫn còn chứ chưa hết đâu. Nhưng mà chúng ta có một ngày để tưởng niệm. Thì suy nghĩ như thế này, cái ngày hôm đó tôi không biết là có ai là tham mưu hay nhắc nhở hay gì hay không, mà nó rơi vào cái ngày 15 âm ở dưới. Ngày 15 âm ở dưới đó thì cũng tính là ngày rằm. Thì như vậy sư nghĩ là nếu như không có gì thay đổi thì hôm đó thứ nhất á, là cái rằm tới nè, rằm tới là ngày 14 tới, chúng ta sẽ nghỉ. Mười bốn tới đó là chúng ta sẽ nghỉ ha. Rồi mười lăm tới đó, 15 tới đó là chúng ta cũng nghỉ luôn cái buổi A Tỳ Đàm, mà thay vào đó chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình để hồi hướng đến những cái chúng sanh đã mệnh chung vào cái mùa dịch Covid vừa qua. Quý vị như vậy thì quý vị có chuẩn bị cái gì? Cái chuyện mà thắp đèn á, thắp đèn á, thì sư nghĩ là chúng ta có thể cúng dường, thứ nhất là chúng ta có thể cúng dường đèn đến Đức Phật. Nhà có bàn thờ á, nhà có bàn thờ á, thắp đèn lên trên bàn thờ, cúng dường đèn đến Đức Phật. Rồi ngày hôm đó đó quý vị nên làm phước thứ sáu tuần sau nè, vào ngày hôm đó, đó quý vị nên làm phước. Có thể là làm phước ở xung quanh cũng được, hoặc là làm phước ở chỗ nào mà quý vị thấy thuận tiện á, ngày hôm đó chúng ta làm phước. Rồi ngày hôm đó đó chúng ta sẽ vẫn thọ trì năm giới, 17 giờ chúng ta thọ trì năm giới, nghe pháp, nghe pháp và hành thiền, để chúng ta sau và cuối cùng á, chúng ta sẽ hồi hướng toàn bộ cái phần phước này đến những người có thể có những cái thân bằng quyến thuộc của chúng ta nữa đã chết mệnh chung vào cái dịch Covid vừa qua. Đấy, đó là cái dự định của sư. Tuy nhiên nếu như mà chùa tổ chức chung cũng vào cái giờ đó, mà chùa tổ chức chung á, mà sư không có tổ chức riêng được, thì hôm đó quý vị cũng làm, nhưng mà chúng ta sẽ không gặp nhau online. Rồi quý vị thanh nhân hỏi là các ngài bận tâm gì khi muốn hóa duyên, thì các nhớ giùm nha, các vị A-la-hán thì các ngài vẫn dùng cái tâm tố khi mà các ngài ở cõi dục. Cái tâm đó, đó nó có tác dụng như là tâm thiện, tâm đại thiện,
chỉ có điều là nó không có cho quả thôi nha. Và như vậy thì các ngài sử dụng cái tâm từ, có tính chất của tâm từ, nhưng mà cái tâm từ của các ngài đó nó không có cho quả báo. Ừ, đơn giản như vậy. Và bây giờ sư mời quý vị chúng ta thực hành hành thiền, tới giờ chúng ta thiền chung. Và sư mong là sư rất là tiếc ha, là cái mạng nó cày giật như vậy thì thôi. Chúng ta quý vị tắt máy rồi chúng ta hành thiền. Ừ. Bây giờ sư hồi hướng trước. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya. Sa-du, sa-du, sa-du.